Hi mọi người, lại là mình Sò đây. Trong video hôm nay thì mình sẽ có một cái tip nhỏ giúp cho các bạn vẽ tóc cũng như là tô màu tóc dễ dàng hơn. Giấy và các họa cụ mà hôm nay mình sử dụng thì đến từ thương hiệu Ohu. Mình nghĩ là chắc là các bạn cũng đã khá là quen thuộc với lại cái brand này rồi đúng không? Bởi vì trong tháng 4 này thì mình đã làm rất là nhiều video review về các sản phẩm của Ohuhu. Và bạn nào mà muốn xem lại thì có thể click về các cái video cũ mình đã review về màu maker và cũng như là màu nước của Ohuhu rồi. Dụng cụ chính hôm nay mình sử dụng thì sẽ có bút lấy nét đến từ Ohuhu và cũng như là màu maker. Bút lấy nét này thì sẽ có các cái ngòi từ 0.05 cho tới ngòi 0.7 và có một cái ngòi brush nữa. Mình biết là các bạn khi mà vẽ, nhất là với tóc nữ hoặc là với các character tóc dài thì các bạn luôn cảm thấy lo lắng về cái việc tỉa tóc. Đôi khi là các bạn cảm thấy là tỉa tóc quá nhiều, quá rối hoặc là cảm giác là tỉa nó không có được hợp lý lắm. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái tip giúp cho các bạn tỉa tóc nó hợp lý và nó dễ hơn. Ở đây thì mình chuẩn bị hai cái màu marker. Một cái màu nhạt này thì sẽ là cái vùng mà chúng ta sẽ tỉa tóc, và một cái màu đậm hơn sẽ là những cái vùng mà các bạn có thể nhấn sâu vào khi mà các bạn tỉa tóc. Ở đây thì mình sẽ có một số cái vùng mà mình thường xuyên tỉa kỹ hơn ở phần tóc, ví dụ như là ở phần đuôi tóc mái chẳng hạn. Ở phần đỉnh đầu sẽ có một số góc khuất do tóc phồng lên. Xong rồi chúng ta sẽ có hai bên cái phần tóc mai nè chẳng hạn. Và ví dụ như là character của các bạn có cột tóc thì các bạn cũng có thể tỉa chi tiết ở những cái phần góc khuất ở trong tóc này cũng được. Mình sẽ chia cái phần tóc này ra theo những cái hình khối để cho các bạn dễ thấy hơn những cái vùng, những cái khối hình mà mình đã dùng để mà mình vẽ tóc ha các bạn. Các bạn có thể chia nó theo các cái cụm hình khối để các bạn có thể dễ dàng phân tích và vẽ hơn. Mình nghĩ là cái bước mà vẽ tóc theo dạng hình khối và sau đó phân tích nó ra theo mảng sáng tối như thế này á, thì các bạn đã thấy rất là nhiều từ các cái tutorial ở trên mạng rồi đúng không? Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ làm thêm một cái bước nữa, đó chính là mình sẽ lay nét dựa trên những cái phần mà mình đã phân tích bóng này của nó để cho nó vẽ dễ dàng hơn và cũng như là đi những cái phần chi tiết tóc nó sẽ đỡ bị rối hơn. Giả sử như cái phần màu trắng mà mình không có tô màu ở trên phần tóc á, là cái lớp màu vây đầu tiên, và cái lớp màu nâu á, nó là cái lớp màu nhấn cái lớp màu bóng. Vậy thì cái lớp màu đen cuối cùng này thì nó sẽ là những cái điểm mà các bạn sẽ nhấn sâu hơn. Các bạn có thể nhấn cái lớp này là cái lớp thứ 3 khi mà các bạn tô màu tóc chẳng hạn. Vậy là các bạn đã có thể tưởng tượng ra được là cái phần tóc của mình nó sẽ được tô màu như thế nào rồi đúng không? Đó, thì những cái vùng mà mình nhấn đậm hơn sẽ là những vùng nhấn sâu nhất khi mà các bạn tô luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua cái tranh chính thức mà mình sẽ bắt đầu mình lai nét theo những cái vùng mà mình đã phân chia ra ha các bạn. Mình phải nói trước là đây là cái cách mà mình sẽ tỉa tóc khi mà mình tô với màu nha các bạn. Bởi vì nếu mà các bạn inking hoặc là nếu mà các bạn vẽ chì thì có thể là cái cách này nó sẽ không phù hợp lắm. Bởi vì mình biết là khi mà các bạn inking á thì đôi khi là các bạn sẽ tô full cái phần tóc luôn, hoặc là các bạn sẽ tỉa rất là nhiều. Tuy nhiên thì với các bạn mà tô màu á thì cái phần tỉa này nó cần lược bớt đi để nhìn cái phần đầu nó sẽ thoáng ra hơn, và các cái mảng tóc nó sẽ dễ nhìn cho mọi người hơn. Nếu mà các bạn tỉa nhiều quá khi mà các bạn tô nó sẽ rất là dễ bị rối mắt luôn. Ok, sau khi mà mình chuẩn bị xong rồi, mình sẽ coi lại một lần nữa những cái vùng mình sẽ tỉa tóc chi tiết ha. Các bạn có thể nhìn thấy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào. Khi mà tỉa tóc á, thì ngoài những cái sợi tóc nhỏ hoặc là những cái sợi tóc mà ở vùng khuất á, thì cái việc quan trọng nhất á, là chúng ta sẽ nhấn mạnh vào những cái vùng mà những cái hình khối mà chúng ta đã chia lúc nãy. Những cái phần đó có thể các bạn sẽ lai bằng cái bút lớn hơn, hoặc là các bạn sẽ đi bằng một cái màu nó đậm hơn một chút để khi mà người ta nhìn vào người ta sẽ thấy rõ được là cái phần nếp tóc nó là như thế này. Và những cái phần mà các bạn tỉa hoặc là các bạn vẽ thêm vào những sợi tóc nhỏ á, thì chúng ta có thể vẽ bằng những cái nét bút nó nhỏ, nó mảnh, hoặc là những cái màu mực nó nhạt thôi, để mình có thể biết là đây là những cái phần tóc phụ và chúng ta sẽ không có quá là tập trung vào nó. Cũng tùy theo phong cách và tùy theo mục đích của cái tranh đó để làm gì thì người ta mới quyết định là sẽ tỉa tót nhiều hay không. Có những cái tranh với cái mục đích là thương mại hoặc là cái mục đích nhận dạng cái nhân vật thì đôi khi là họ sẽ vẽ rất là cơ bản để cho mình có thể nhìn vào là mình biết được cái nhân vật này rồi. Chứ họ nếu mà họ vẽ phức tạp quá thì chúng ta nhìn nó sẽ rất là bị rối mắt. Và vì vậy cho nên là phải tùy theo mục đích
và tùy theo cái hoàn cảnh thì chúng ta mới gọi là quyết định là sẽ tỉa cái nhân vật nó đến mức nào ha. Dĩ nhiên thì nếu mà các bạn thích hoặc là các bạn vẽ cho bản thân hoặc các bạn vẽ commission, bạn vẽ cho các bạn thì các bạn sẽ muốn tỉa cỡ nào thì các bạn tỉa thôi, cái đó là thoải mái tùy của mình ha. Và khi mà các bạn tỉa tóc á, thì tốt nhất là chúng ta sẽ có những cái mảng lớn đang xen với lại những cái mảng nhỏ. Như vậy thì nó sẽ không có bị quá là rối mắt, quá là khó khi mà các bạn tô màu, cũng như là các bạn chăm chú và các bạn tỉa nhiều quá thì đôi khi là người xem nhìn vào họ không thấy được cái mảng màu, và các bạn tô màu cũng rất là lâu, rất là cực mà nó không làm rõ được những cái mảng màu tóc. Trong cái tranh này thì mình đang inking cho nên là mình cũng đã gọi là tỉa khá là nhiều và khá là sâu rồi đó, để các bạn có thể thấy rõ là những cái phần nào mà mình sẽ tỉa nhiều nếu như mà mình vẽ tranh. Tuy nhiên khi mà các bạn tô màu hoặc là khi mà mình tô màu thì mình sẽ lược bớt đi nữa, bởi vì không phải cái tranh nào tỉa nhiều nó cũng sẽ đẹp, có những cái tranh nhỏ chúng ta sẽ cần lược bớt để nhìn thấy nó tổng thể nhiều hơn đó. Thì như mình hồi nãy mình cũng nói đó, có những tranh thì chúng ta tỉa nhiều và có những tranh mà vì mục đích gọi là nhận diện nhân vật thì chúng ta sẽ tỉa ít lại để có thể dễ nhìn hơn. Và khi mà tô màu cũng vậy nữa, một số cái tranh của mình thì mình sẽ tỉa ít lại hơn về cái khổ character hoặc là về cái độ chi tiết, mình tỉa ít lại để nhìn cho đỡ rối hơn. Thì đây là cái cách mà mình dùng để tỉa tóc cũng như là xử lý các cái phần tóc mà mình vẽ gần đây cho các cái tranh của mình. Các bạn có thể thấy là những cái phần mà mình tỉa mình sẽ tô màu luôn theo những cái phần mà mình tỉa, ví dụ như là những cái phần màu xám mình tỉa rất nhiều đúng không? Đấy, thì khi mà các bạn muốn tỉa sâu hơn, có nghĩa là cái màu đậm hơn á, thì các bạn chỉ cần tỉa sâu vào trong cái vùng màu xám á thôi là ok rồi. Chúng ta không cần phải tỉa thêm ra ở những cái vùng màu trắng nữa. Thì đó là cái cách làm sao để mà mình tô màu cho nó đỡ phải cực hơn. Là thứ nhất là bởi vì các bạn tỉa quá nhiều, các bạn mất thời gian vào cái việc tỉa tóc nhiều quá. Xong rồi các bạn có thể thấy là nó sẽ rõ ràng ra từng cái mảng nhiều hơn, người ta sẽ cảm thấy thoáng hơn ở trên cái phần tóc của nhân vật, thì theo mình thấy là vậy thôi nha. Và mình thấy là cái cách tỉa tóc này cũng có rất là nhiều cái artist họ đang áp dụng cho tranh của họ. Một cái nữa mà mình quan sát được trong những cái tranh của các artist hiện nay đó là họ sẽ cho cái phần ánh sáng lên tóc rất là nhiều. Vì vậy cho nên là sẽ còn lược bớt đi rất nhiều chi tiết, rất nhiều mảng màu ở trên tóc nữa, chứ không đơn thuần là chỉ tô có màu nền, màu bóng và màu nhấn nữa. Nó không còn chỉ có 3 lớp màu nữa mà có rất là nhiều những cái cách tô màu phụ thuộc vào ánh sáng và phụ thuộc vào màu sắc mà tác giả sẽ quyết định là chỗ này sẽ vẽ chi tiết hay không, hoặc là sẽ lược bớt bỏ luôn cái chi tiết đó. Thì hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn về một cái cách giúp cho các bạn có thể kiểm soát được những cái phần mà các bạn sẽ tỉa tóc. Dĩ nhiên mình cũng có giới thiệu cho các bạn về một số cái cách tỉa tóc của những cái artist khác nữa, nhưng mà mình không có tiện để mà mình gắn cái hình ảnh của họ lên trên video của mình, bởi vì dĩ nhiên bản quyền và mình cũng không thể nào mà ghi chỉ cái Reddit rồi mình gắn hình của người ta lên được đúng không? Đây là mình chỉ giới thiệu cho các bạn và các bạn có thể đi tham khảo trên các cái nền tảng mà nhiều artist tham gia, ví dụ như là Pinterest, ví dụ như là IG, ví dụ như là X chẳng hạn. Các bạn có thể lên trên đó để các bạn tham khảo thêm các cái tranh và xem là nó có đúng hay không, hoặc là các cái kiểu tỉa tóc, những cái kiểu vẽ tranh nào mà họ đang áp dụng. Các bạn có thể thử xem với cái tip này thì các bạn có thể vẽ tóc tốt hơn hay không, và feedback cho mình ở bên dưới cái phần bình luận nha. Và mình sẽ kết thúc video của mình ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau của mình nha. Bye bye.